quý vị và các bạn, áo dài ngũ thân là một trang phục truyền thống của người Việt có từ thời nhà Nguyễn. Không đơn thuần chỉ là một trang phục, áo dài ngũ thân còn ẩn chứa trong đó nhiều tầng ý nghĩa và giá trị văn hóa. Trải qua thăng trầm của lịch sử, áo dài ngũ thân từng có lúc chìm vào lãng quên. Thế nhưng ngày hôm nay, chiếc áo dài mà những thông điệp văn hóa đang dần được phục hưng với sự quan tâm của cả cộng đồng. Thay vì mặc thường phục, anh Lê Việt Dũng thường lựa chọn áo dài ngũ thân truyền thống để mặc cho những dịp gặp gỡ bạn bè hay tham dự sự kiện quan trọng. Yêu văn hóa dân tộc, say mê nét đẹp mộc mạc, kín đáo của chiếc áo ngũ thân. Với anh Dũng và những người yêu Việt phục, thì áo ngũ thân không chỉ đơn thuần là một bộ trang phục, mà đó còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại qua từng đường kim mũi chỉ. Đối với bộ áo ngũ thân này thì tôi cũng bắt gặp và tôi cảm thấy là nó tôn cái vẻ đẹp của người đàn ông Việt lên. Và nó làm cho cái con người mình khi khoác cái bộ trang phục này thì từ tư thế hay là từ cách ứng xử thì cũng đều chuẩn mực. Hai nữa là cái bộ trang phục này nó mang đến cho cái người mặc một cái sự thoải mái. Cho nên là khoác trên mình cái bộ trang phục này thì tôi thấy quá khứ lịch sử của cha ông nó đều hiện về và nó kết tinh trong cái bộ áo ngũ thân này. Trước tiên mình là yêu thích thì mình may mặc và sau đấy truyền cảm hứng cho những người thân của mình và bạn bè của mình, làm cho mọi người hiểu được thứ nhất là về cái vẻ đẹp, thứ hai là về cái lịch sử ra đời của chiếc áo ngũ thân này, để cho mọi người cũng yêu mến với mình, cùng đồng lòng với mình để khôi phục, giữ gìn và phát triển. Áo dài ngũ thân được định hình từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát với việc ban hành định chế thường phục là bộ quần chân áo chít, tức bộ áo ngũ thân tay chẽn và quần hai ống làm trang phục chung cho dân chúng đằng trong. Đến thời Nguyễn, với tư tưởng thống nhất về văn hóa, vua Minh Mạng đã quyết định chọn áo ngũ thân làm thường phục của người Việt Nam, không phân biệt đẳng cấp hay vùng miền và quyết liệt thực hiện công cuộc cải cách để thống nhất trang phục trong toàn quốc. Từ đó, chiếc áo dài ngũ thân được chú trọng, trân quý và trở thành trang phục chính của người dân, kể cả nam và nữ, được áp dụng rộng rãi, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và sự cải tiến trong thời trang, ngày nay, áo ngũ thân dần nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu văn hóa, có tinh thần giữ nét đẹp truyền thống của người Việt. Vào những dịp lễ hội hay khi gia đình có chuyện vui, mọi người lại cùng nhau khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Gọi là ngũ thân vì loại áo này được ghép bởi 5 vạt, 5 thân, gồm 2 thân trước, 2 thân sau và thân thứ 5 ở phía trước nằm bên phải, trong thân thứ nhất. 4 thân áo trước sau tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, thân trong tượng trưng cho người con. Áo ngũ thân cũng có 5 nút tượng trưng cho ngũ thường, nhân nghĩa, lễ, trí, tín. Ngũ luân, quân thần, vua tôi, phụ tử, cha con, phu phụ, chồng vợ, huynh đệ, anh em, bằng hữu, bạn bè. Màu sắc của áo nhã nhặn, không có diềm cổ, diềm tay áo, thường được may kèm một chiếc áo lót màu trắng để làm nền cho áo ngoài, thể hiện sự sạch sẽ ở bên trong. Mặc chiếc áo dài ngũ thân là mang trên mình đạo làm người, không được làm những điều trái luân thường, đạo lý. Áo dài ngũ thân nữ và nam may khá giống nhau, chỉ khác vài đặc điểm như cổ áo nữ thấp hơn nam, ống tay áo nữ cũng hẹp hơn, trong khi vạt
áo nam dài hơn áo nữ. Áo nam và nữ đều có 5 cúc, hàng cúc chạy theo vạt bên trái, phía trước, rồi xuống eo. Ống tay được may nhỏ gọn hơn ống tay của áo tấc, áo giao lĩnh, nên còn gọi loại áo này là áo ngũ thân tay chẽn. Hiện nay, người yêu áo ngũ thân truyền thống ở thành phố Thanh Hóa vẫn có những buổi sinh hoạt văn hóa, cùng nhau mặc chiếc áo ngũ thân tham dự sự kiện, vui chơi lễ Tết. Chiếc áo dài ngũ thân xuất hiện nhiều dần trong các không gian từ gia đình đến các điểm vui chơi văn hóa. Hoạt động này không chỉ giúp họ được gặp gỡ, chia sẻ tình yêu với trang phục truyền thống, mà còn quảng bá, lan tỏa tình yêu này tới cộng đồng. Và khi ấy, người mặc như mang trên mình năng lượng truyền thống của ông cha để lại với niềm tự hào là người Việt Nam. Chúng ta mỗi người ai cũng đi ra xa rất nhiều, đi rất nhiều nơi, nhưng mà làng quê nó về chỉ có một. Mà tôi mặc bộ áo này vào thì nhớ cái văn hóa của dân tộc. Đấy, ngày xưa cha ông mình đã từng mặc và đã từng phô diễn cái nét đẹp truyền thống này. Và tôi nhớ về tổ tiên tôi nhớ về những cái cụ đồ của dòng họ nhà tôi ở một cái mảnh làng Đằng Sen, một cái quê hương của làng quê rất thanh bình, dưới bóng lũy tre và có cánh diều trao nghiêng mỗi buổi chiều khi tôi lớn lên. Đấy. Cho nên là tôi cảm thấy như là tôi rất thoải mái và hồn dân tộc đang sống ở trong tôi. Mình muốn giữ gìn lại cái bản sắc của dân tộc, cái nét đẹp truyền thống của quê hương của cha ông ngày xưa, các thế hệ U80, U90 và đến bây giờ không hiểu về cái áo ngũ thân như thế nào cả. Cho nên là ta phải có trách nhiệm của thế hệ những người đi trước để truyền thụ lại và giáo dục lại có thế hệ các cháu để hiểu về cái tà áo ngũ thân. Đối với một người trẻ như bọn em thì bọn em sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể phát triển bản thân mình. Nhưng mà nếu mà muốn phát triển một cách hoàn thiện và rõ nét nhất thì em nghĩ phải bắt nguồn từ cội nguồn của dân tộc, phải hiểu rõ được dân tộc mình, phải hiểu rõ được vẻ đẹp cũng như là cái truyền thống của cha ông mình thì mình mới có thể phát triển bản thân mình một cách rõ nét nhất được. Các bạn trẻ thời bây giờ thích mặc những bộ kimono của Nhật Bản hay là những bộ hanbok của Hàn Quốc, mặc dù những bộ trang phục đấy cũng rất là đẹp, nhưng Việt Nam mình cũng có một bộ quốc phục như là áo Nhật Bình hay là áo tấc, áo ngũ thân tay chẽn cũng là một trong những nét đẹp vô cùng sáng giá và cần được gìn giữ và bảo tồn. Và cái điều đó là một trong những cái nét đẹp mà người Việt Nam, con người Việt Nam, những thế hệ trẻ sau này cần phải biết về những cội nguồn đẹp đẽ đó của ông cha ta, gìn giữ, trân trọng và bảo tồn nó, lan tỏa những cái nét đẹp đó đến với bạn bè, đến với giới trẻ hiện nay, cũng như là lan tỏa cái điều đó ra đối với bạn bè trong khu vực và trên thế giới ạ. Trải dài theo thăng trầm lịch sử, chiếc áo dài ngũ thân cũng đi qua một hành trình từ lạ lẫm rồi bắt đầu quen thuộc. Gìn giữ, phát huy, lan tỏa nét đẹp của chiếc áo dài ngũ thân Việt cũng là cách để chúng ta chung tay giữ gìn và bảo tồn những giá trị nhân văn cũng như nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu y phục xứng kỳ đức. Khi mặc cổ phục của cha ông, chúng ta sẽ phải có một tâm thế trang nghiêm, đàng hoàng và đĩnh đạc. Từ cách ăn nói, đi đứng đều phải chỉnh tề, nhẹ nhàng và từ tốn. Sự hiện diện của chiếc áo dài ngũ thân truyền thống trong đời sống hiện đại không chỉ nhắc nhở chúng ta nhớ đến tiền nhân, nhớ đến cội nguồn gốc rễ của mình, mà còn là cách để chúng ta thể hiện niềm tự hào về một nét đẹp trong nền văn hóa lâu đời đã trải qua hàng ngàn năm phát triển. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục văn hóa nghệ thuật tuần này cũng xin được khép lại. Phương Anh thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.